Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở xưởng em đang có cái đơn hay hay nên em lại review cho các bác xem. Đây là cái chớp cửa các bạn, bên em đang thi công làm rất là nhiều những cái chớp cửa như này. Đấy, và cái chớp cửa này ở bên em làm bằng tôn lạnh màu nha các bác nhé. Đây là tôn Vifa 0.35 và màu trắng sữa. Sử dụng tôn lạnh màu để làm chớp cửa. Ngoại hình rất là đẹp, màu sắc cũng rất là thẩm mỹ luôn. Đấy, thì để làm được những cái khung chớp như này thì bên em phải xẻ ra những cái khổ tôn, sau đó thì phải thiết kế tạo hình, sau đó thì chấn dập bằng con máy chấn phụ kiện ở phía đằng xa kia. Đấy, sau đó thì mới đưa vào đây và ghép bắn vít lại với nhau, rồi dùng những cái ke định vị cho nó chắc chắn lại. Tôn lạnh màu này thì ngoài cái việc sử dụng làm tấm lợp thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những cái việc khác nếu mà chúng ta biết cách thiết kế, biết cách lợi dụng những cái máy móc chúng ta có. Đây là một ví dụ này. Đây là một cái khung chớp to như này, là có khổ là 2m nhân với 1m3 này mọi người này. Đấy. Và cái trọng lượng của nó chỉ khoảng hơn 10 cân một chút. Đây là những cái khổ nhỏ hơn. Đơn này là bên em làm cho một cái công ty làm một cái nhà xưởng rất là lớn, đặt hơn 1.000 mét tôn xốp và mấy chục cái cửa chớp như này. Thợ bên em đang túc tác làm. Theo em nghĩ là một số những cái trang trại chăn nuôi có thể sử dụng cái loại này để làm cửa lấy gió này, cũng khá là hợp lý này. Nhưng em thấy là một số nơi người ta hay dùng, một số trang trại bên em là hay dùng cái loại này. Chớp tôn lạnh màu rất hợp lý mọi người ạ. Các bác có nhu cầu đặt hàng làm những cái loại như này thì liên hệ với bên em nhé. Cái loại này bên em làm thì từ những cái cuộn, từ những cái loại tôn phẳng cắt ra từ những cái cuộn tôn nền như thế này, nên là giá thành nó rất là đa dạng mọi người ạ, tùy thuộc vào cái tôn nền chúng ta cắt ra để làm, nên là không có báo giá chi tiết đâu. Một bao tiền một mét thôi, mà chúng ta chọn tôn nền loại rẻ hay là đắt thì cộng với lại công để làm thành phẩm thì nếu mà chúng ta mới tính được giá. Cái đấy thì mấy bạn kế toán bên em, kinh doanh bên em mới nắm rõ về cái giá thành mà gắn bằng vít cúc nữa. Các bác có nhu cầu đặt hàng làm những cái loại như này thì liên hệ với bên em nhé.